Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Gần đây, trên mạng xã hội đang có nhiều quan điểm tranh cãi về việc mang tiền về cho mẹ. Phe thì ủng hộ con mang tiền về cho mẹ, phe thì nói mẹ không cần tiền, mẹ cần con hạnh phúc, con hiếu thảo, con thành đạt. Thậm chí, con phải biết đấu tranh với những cái xấu, bất công, ngang trái của xã hội. Vậy ta nên hiểu mang tiền về cho mẹ theo ý nghĩa nào? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ với khách mời trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Vâng, thưa quý vị, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Những bài hát của rapper Denvo những ngày qua đang rất là gây nóng trong cộng đồng của chúng ta. Và cũng từ đó thì mọi người cũng có thêm nhiều cơ hội để suy nghĩ, thậm chí là mọi người có thể bàn luận với nhau rất sôi nổi như các diễn đàn. Và lúc này đây, tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, khách mời của chúng tôi đã có mặt ở tại Sofa Talk của chương trình. Thưa cô có nghe cái bài rap này không? Có, tôi cũng nghe rap mà đặc biệt tôi rất là thích Denvo. À thế ạ, vâng. Với cái thông điệp về việc mang tiền về cho mẹ, chúng tôi nghĩ rằng là Denvo cũng như là những ekip của anh ấy đã thể hiện một cái thông điệp rất là tích cực về việc là chúng ta hãy cố gắng thu vén để đưa về cho gia đình những cái giá trị mà chúng ta làm được trong cuộc sống, trong cả một năm lao động, trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Thế nhưng mà qua đó thì mọi người lại có cơ hội để bàn và để mở rộng vấn đề ra, và mở rộng rất nhiều, thậm chí tranh luận rất kỹ về việc là có cần mang tiền về cho mẹ không, hay là mang về bao nhiêu thì là đủ, hay là không mang tiền thì mang cái gì. Vậy thì theo như cô ấy, thì việc mang tiền về cho mẹ vào dịp Tết hàng năm ấy có phải là một cái lệ mà chúng ta phải theo không? Tôi nghĩ rằng là mang tiền về cho mẹ là Denvo đã dùng một cái hình tượng mang tính biểu tượng cao, có ý nghĩa ẩn dụ, tức là mang những cái thành quả lao động của mình về cho mẹ, chứ không phải là tiền theo nghĩa đen mà dân mạng bây giờ đang suy ra và thậm chí tranh cãi nhau. Thực ra chúng mình chưa hiểu đúng chữ tiền thôi. Tiền cũng là một kết quả lao động rất đáng trân trọng. Cho nên, nhưng mà Tết người Việt xưa nay không bao giờ đặt cái thông lệ đưa tiền về cho mẹ. Tuy nhiên là nếu có đưa tiền thì tốt. Đấy, tôi phải nói thẳng là đưa tiền thì tốt. Nhưng trong hoàn cảnh hai cái năm dịch vừa rồi thì tất cả người đều thông cảm. Và cái người mẹ cần ấy là không cần tiền mà cần con, cần sự sum họp Tết. Chứ còn các người mẹ ở Việt Nam và trên thế giới thì tôi thấy là không người mẹ nào đặt nặng tiêu chuẩn tiền lên trên hết. Tiền theo ý nghĩa vật chất ấy. Cho nên thành ra là cái khoản mà nói rằng có cái quy định rằng đưa tiền về Tết là không đúng. Tuy nhiên Tết mình có thể mang nhiều, theo nhiều thứ khác, rồi mang về cho một cành đào, thí dụ về cái vùng quê mà không ít trồng đào, rồi mang về cho mẹ một cái khăn len, thế là đủ rồi. Cho nên là chúng ta phải nhìn cái chữ tiền đấy nó theo ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn là cụ thể. Nhưng cũng có khá nhiều người suy đoán từ những cái ý tưởng mà bài hát này đưa ra ấy, thì cũng thấy một cái thực tế trong xã hội là cái mong muốn thực chất ấy, là cái vật chất ấy, cũng là mong muốn có thật và cũng chính đáng. Bởi vì nhiều người con xa nhà đi làm là cả một cái niềm hy vọng của cả gia đình. Và một năm anh đi làm, anh đi xa nhà anh làm, mà Tết về anh như kiểu anh ăn bám gia đình ấy, anh ăn Tết ở nhà anh chả mang cái gì về. Nó không phải chỉ là cái mong muốn của người nhà để chứng kiến cái thành quả lao động của bạn thanh niên đó đâu, mà còn chính là cái day dứt của cái người thanh niên đó khi không mang được chẳng hạn một vài chục triệu hay một vài triệu hay một ít quả bánh gì về. Cô nghĩ sao về cái áp lực này thực sự trong văn hóa của chúng ta? Thực sự là cũng có một cái áp lực về vấn đề vật chất trong Tết. Vì chúng ta thật sự cũng không phải là người sinh sang về cái vật chất. Đói quanh năm no ba ngày Tết mà. Thì nhà. Đấy, cho nên là tất cả mọi sự hay dồn vào Tết. Thực sự những người về Tết sẽ có rất nhiều khoản lo, khoản bánh kẹo cho nhà và trong họ hàng, khoản tiền lì xì cho các cụ và trẻ con. Cái này cũng nặng gánh và nhiều cái khác. Cho nên thực sự nó cũng đặt nhẹ. Nhưng mà trong hoàn cảnh 2 năm dịch vừa rồi, tôi nghĩ mọi người thông thoáng hơn và hiểu hơn. Không ai đòi hỏi đâu. Quan trọng là đưa được, chúng tôi hay nói đùa, quan trọng là đưa cái thân về. Mình về được là mừng lắm rồi đúng không? Đúng rồi, được đến nhà là mừng rồi. Như vậy là theo ý của cô Đoàn Hương thì trong 2 năm dịch chúng ta có thể thông cảm. Thế hết dịch, kinh tế lại trở lại, mọi thứ trở lại thì lại áp lực này lại trở lại. Thực sự là chúng ta cũng chưa thông thoáng trong vấn đề vật chất trong Tết. Chẳng hạn cái khoản lì xì đối với chúng ta thì nhiều khi nó nhỏ, nhưng đối với những người đi xa mà lì xì cho cả họ thì đông lắm. Tôi đã chứng kiến một lần đến ăn Tết quê một người bạn, và người ta xếp hàng từ trong sân ra đến tận xa ngoài ngõ gọi nhau để về lấy lì xì. Cho nên là tôi nghĩ rằng sau này chúng mình sẽ có những cái
trao đổi nó thông thoáng hơn về Tết. Thí dụ như Tết thì lì xì có thể là chỉ lì xì bánh kẹo thôi, hoặc là đến chỉ vui ngồi với nhau thôi, không nên đặt như là cái khoản cho trẻ con. Ôi trời ơi, cô ơi, khó ha. Bởi vì là theo như cháu thấy rằng là bây giờ các bạn trẻ con ấy, các bạn ấy rất là kỳ vọng những cái bao lì xì ở trong đó là có tiền thật. Chứ không phải là cháu đã từng thử là lì xì bằng một cuốn truyện tranh hay là bằng một số thứ khác, nhưng mà có vẻ không được chào đón lắm. Vâng, cô nghĩ thế nào về cái điều này? Thì đấy, đó là do chúng ta phải giáo dục dần với các thế hệ sau. Đừng nghĩ rằng ngày Tết là cái ngày để cho trẻ con đi kiếm một khoản. Nhưng mà dẫu sao thì chúng ta cũng để dành một khoản cho những người lớn tuổi, bố mẹ chẳng hạn. Vì đó là niềm vui của các cụ. Vâng. Các cụ không cần tiền, nhưng mà cần cái tình cảm. Vâng. Khi mà cái áp lực đôi khi do chúng ta, những người lao động xa nhà, cứ tự nghĩ rằng là người ở nhà đang có cái mong muốn đấy. Đúng thì rồi. Lại tạo ra chính cho chúng ta một cái áp lực là chúng ta sợ về quê dịp Tết này, hay là về quê chúng ta thấy rất là lo lắng về việc mang tiền hay mang gì về cho mẹ. Vậy cuối cùng thì lời khuyên của cô, một cái người mà đã có rất nhiều trải nghiệm từ cái năm tháng khó khăn của đất nước, rồi phát triển kinh tế mở cửa cho đến bây giờ ấy, thì chúng ta nên mang gì về cho mẹ? Và trong những cái năm khó khăn dịch bệnh này thì chúng ta cùng nhau nên nghĩ thế nào về cái việc là cho nhau cái gì trong ngày Tết? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên mang tình yêu về cho mẹ. Và cái năm tháng khó khăn này thì nên trao đổi tình cảm là chính, về để toàn viên, để sum họp, chứ không phải là để nghĩ về nhiều về kinh tế. Và thực sự các cụ ở nhà cũng không nghĩ về kinh tế trong những năm tháng này. Còn nếu cần phải sắm sửa một chút thì cô có gợi ý gì không ạ? Tất nhiên là còn đi về phải có một tí Tết ở trên người. Dạ. Ví dụ như là mình thí dụ mua một cành đào về. Tôi thấy nhiều người đi xa cứ mang một cành đào về quê, tôi thấy rất thích. Bởi vì có những vùng họ không trồng được đào hoặc ít trồng đào, mang một cành đào ở Hà Nội hoặc ở các tỉnh về miền Nam thì mình mang một cây mai về, nó cũng là có ý nghĩa. Chứ không nhất thiết là phải mang những cái phong bì dày cộp về. Mình đừng nghĩa đen hóa cái tiền. Vì tiền đây nó là vật chất, nhưng ngoài ra nó còn tinh thần. Hoặc là mang chai rượu về cho bố. Ngày xưa ngày Tết tôi hay biếu rượu bố. Bao giờ tôi cũng để mua một chai rượu ngon, rượu ngoại, xong để dành đến Tết biếu cụ. Vâng ạ, cảm ơn cô với những cái gợi ý. Quả thực là hôm nay cho thấy là cô cũng có một cái sắc nhìn, sắc thái tiếp cận cái việc này rất là nhẹ nhõm. Và chúng ta cũng thấy rằng là từ ý kiến của cô Đoàn Hương ấy thì chắc là mọi người, kể cả người ở nhà hay là người đi xa, đi lao động xa, đều cùng có nên có chung một cái suy nghĩ về việc là khó khăn giúp chúng ta nhận thức nhiều hơn về vai trò của sợi dây tình cảm trong gia đình. Và rõ ràng đi xa, đi lao động thì hãy cứ mang, lao động thật là chăm chỉ vào để mang cái niềm tự hào về cho mẹ, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều đáng suy nghĩ.